thôi. Hôm qua đánh được mấy cân đấy nhỉ? Sáng qua ấy. À thế à? Nóng rác quá. À. Rác ở đây chủ yếu là rác ngoài biển vào trên đảo mình à. Là mọi người không có vứt rác ra ngoài biển đâu. Có nhà máy thu gom hết ra đầy đủ các loại, chủ yếu là đồ của ngư dân vứt xuống. Đi đường nào ấy ạ? Cởi con cởi chuông nữa chứ nhỉ? À. Ở đây có mấy cái hồ tắm tự nhiên luôn ấy. Nước lên là tắm đẹp ấy. Nào ạ. Này câu mà chả được à? Đây là mấy cái hồ tắm tự nhiên này, bống này.
này có đây kính lặn này, bọn mình thả lưới xong sẽ đi lặn ốc. Chờ đúng không em, chỗ này có rêu giông à? Ồ ồ, chưa được, đi thế nào? Mang kính theo à? Để kính đây thôi nhỉ? Hả? Phát là cứt luôn. Ui, nước sâu này mà mày bảo là đến rốn à? Ái đạn. Thằng em đang giải lưới. Nó bảo hôm nay phải được 5-7 cân. Nhưng chẳng có nói phét đâu. Chục cân là cục. Cảnh quan bên này rất là đẹp, nhưng có cái lớp trường tích rất đẹp. Đây mới lại chỉ là một phần thôi các bạn. COTO bên Thanh Lân này nó còn dài hơn cả COTO luôn. Số dân ít lắm mà cảnh quan thì nguyên sơ luôn. Gần như là sang đây ít khách du lịch. Mình sang đây không biết bao lần này, ở đây mười mấy năm rồi, nhưng mà mỗi lần sang đây thì chắc là số lần mà nhìn thấy khách du lịch đến đầu ngón tay luôn. Rất nhiều trò chơi bên này. Hải sản thì bên Thanh Lân là vựa luôn rồi. Dài không? Ra tận bãi đá đấy à? Cá phết đấy, câu ở đây cá. Tôi còn rất nhiều nhé, to nhé. Bỏ câu. Hả? Nhiều.
Ui mưa. Ôi chết mẹ. Ôi. Có đồ gì? Điện thoại đâu ơi? Điện thoại thiếc đâu? Ồ mưa cơ à. Cất đồ đây bạn. Đây có một cái hàng ngon phết kìa. Ủa, nướng cá đây. Đám ơi, tí nướng cá đây ngon rồi. Anh em đang lặn thì mưa, giông. Đến đâu cái hàng. Có rất nhiều hàng kiểu này. Mưa quá. Wow. Mưa. Mưa về rồi. Sau khi cất đồ xong thì lại ra biển tiếp thôi anh em ạ. Đi đập cá này, lùa cá vào lưới, lừa nhau khổ lắm đấy. Hả? Ở dưới.
Đánh lưới về, bọn mình sẽ nướng ở đây luôn, tìm được một cái hang nhỏ nhỏ. Nay mưa nên nó không nước không vào được. Và cái lá dứa này sẽ dùng để nhóm này và thêm một cái củi nữa thôi là đủ rồi. Bình thường thì quá nhiều củi ở đây, nay mưa nên là không củi bị ướt nhiều. Trong không ạ. Tước ra bác là ok, mưa cũng chưa đợi. Dao dựa gì cả luôn. Đây, Nam vẫn đang gỡ cá này. Cá của Nam chín rồi. Mưa khỏi về nhà luôn. Nên là trưa nay anh em tôi là ăn cá trừ bữa, ăn ốc trừ bữa. tối về nhà ăn cơm. Mưa này khỏi về. Ngon đấy. Oh shit. Sướng ăn sướng. Ấy ui giời ơi, cắn. Ấy ui. Ngon nhỉ? Ngon hơn nhà bao nhiêu. Anh nướng cho mày đấy. Ý giời. Đồ bia rượu. Đây chả cần bia rượu heo cả. Cũng chả cần chua heo kìa. Mà không cần phải rửa nước ngọt. Không, ngọt đâu. Anh chọc cái mật cho nó ra ra ấy, xong rồi để cho nó ấy vừa thành ruột ấy, xong rồi ăn ngon ngọt cổ ấy. Gợi đưa ra nướng luôn. Ừ. Đỉnh luôn đúng không? Cái mật của nó cũng để đưa cái lưu cao kia. Đúng rồi. Đấy, ui ruột luôn bên cả. Sốp, bên cả càng đẹp. Nào vẫn đang gỡ cá tiếp nhiều lắm. Mà trời mưa này biết đến bao giờ về nhà, chắc là ăn hết đống cá này xong rồi. À, hay phát biểu còn nghĩ bạn
cách ăn cá, cách ăn cá dìa. Tháo trên này ra đấy. Trời ơi, bóc ra cho nhìn cho nó khiếp vậy. Ôi rồi ôi, càng đét. Ôi rồi ôi, trắng buốt. Xem răng có trắng bằng cá không? Tuyệt vời. Tuyệt vời anh em ơi. Không có ăn cá là ngon bằng à. Ta đi ngồi ngon thèm. Xả ra. Rút cái này ra này. Đấy, cái này nó cắm vào. Con này đang sống nhưng mà nó chết rồi nhưng mà nó cắm vào tay là cũng đi viện như chơi luôn. Không có viện thì nên đi chạm giá y tế. Ôi trời ơi. Con này làm được con to bằng bàn tay ấy nhỉ. Dưới nước thì nhìn tưởng là một cân. Lên trên bờ thì là một lạng. Ôi giời ôi Việt Nam ơi. Không cần gì cả các bạn ạ. Không cần mắm chấm. Không cần bia rượu gì cả. Đấy. Hư người, bia rượu hư người. Nóng ăn sướng nhỉ. Tôi cũng không hiểu tại sao ông nào phát minh ra bia rượu. Thằng đấy là phải sư tử. Giết. Tan nát cửa nhà, tốn bao tiền của. Mất bao nhiêu công việc, tốn thời gian. Đấy, ui, than kia kìa. Đây, bây giờ nướng cái con to bằng bàn. Ô, chết rồi, còn con này nữa. Quên này, ăn đi. Quên à? Quên mất thì... Ôi giời ơi. Xin à. Nóng rồi, nóng, tan đẹp luôn. Chỉ được một con một luôn. Đấy, để hắn nó chỗ than kìa. Đây, cái này. Đây. Đây, đây. Rồi. Cảm ơn luôn. Úi xa. Ăn đi. Ôi, đây là con này. Khô khô ra. Khô khô đúng không? Con này không bọc nữa. Cắn một phát. Càng nhỉ. Ngọt hơn bao nhiêu nhỉ. Mang về nhà ăn cũng ra dìu. Thậm chí là về nhà nhìn thấy nhiều quá thì chán. Úi trời ơi. Ui giời ơi. Ăn như ông thì tốn lắm. Ai nật đi hết. Ai nật đi hết con cá tốn lắm. Đỉnh nha.